Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với channel của mình và mình là Lộc Sutaki. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chơi tiếp Minecraft sinh tồn phiên bản 1.19. Và hiện tại thì cái thủy cung của mình nó đã an toàn rồi. Tại vì mình đã thắp đuốc hết những cái chỗ mà mình nghi là buổi tối nó sẽ xuất hiện zombie. Thế nên là sắp tới mình có thể thoải mái làm việc ở dưới này mà không lo bị quấy rầy. Ngoài ra thì hôm nay thì chắc mình sẽ bắt tay vào công cuộc. Đó chính là kiểu như là trùng tu, nâng cấp cái thủy cung này lại theo cái ý thích của mình. Ok, giờ trước mắt là mình sẽ đi lấy nguyên vật liệu trước rồi đã. Bữa mình có đào được một ít cái pha lê tím đúng không ta? Cái thạch anh tím ấy. Mình chợt nhớ ra là cái loại vật liệu đó gần như ở khu vực mình không có dùng xây dựng bất kỳ cái gì luôn. Thì ít ra là cái chỗ thủy cung mình cũng có thể dùng cái thạch anh tím đó để xây dựng. Với cả là cái đó nhìn cũng rất là đẹp nữa. Thạch anh tím, đây. Ui giời ơi, mình là nguyên một cái dựa thạch anh tím luôn. Nên thoải mái xây dựng rồi. Nhưng mà cái đá canxit này thì ngược lại mình khá là ít. Oh man. Thôi được rồi, chắc hôm nay thì mình sẽ vừa đi kiếm thêm thạch anh tím nè, mà vừa đi kiếm thêm những cái đá canxit này. Cái này thì nó thường xuất hiện chung với thạch anh tím luôn. Nên là mình tìm một nhưng mà được tới hai lần á. Vẫn là cái hang quen thuộc này. Nhưng mà lần này thì ngược lại mình không có đi tìm khoáng sản nữa. Mình chỉ sang mình đi tìm mấy cái thạch anh tím. Lần trước thì gần đây mấy cái chỗ thạch anh tím mình đã đào sạch xanh xanh. Ê, chưa hẳn là sạch xanh xanh đâu. Còn đá canxit nè. Được luôn, đúng thứ mình cần. Giờ mình sẽ lấy toàn bộ số đá canxit ở trong này trước cái đó. Tính ra mới có một chỗ thôi mà mình được nhiêu đây đá canxit rồi đó. Wow. Vậy là chắc đủ dùng luôn rồi. Nhưng mà để kiểu cho chắc cú hơn á, thì mình sẽ ghé qua cái chỗ thạch anh tím còn lại bên này. Mình quét sạch luôn. Đã lấy là phải lấy cho dư ra đi. Thà dư còn hơn là một hồi đang xây cái nó bị thiếu nữa. Ê, sao mấy con này đánh đầu vậy? Bữa nay mấy con quái nó tăng sức mạnh hay sao vậy? Ô, nó bắn hơi bị đau luôn. Ây dù. Lại thêm một con nó dám cà khịa mình. Hồi nãy chẳng qua là mình mất tập trung thôi. Thành thử ra nó mới bắn mình đau như vậy. Giờ là mình sẽ chủ động tấn công luôn nè. Sao mà đỡ được. Ăn thêm cây đinh ba đi. Ý, mà khoan, từ từ. Hình như hôm bữa mình mới cứu một bệnh nhân đúng không ta? Ờ đúng luôn. Mình có cứu một cái bệnh nhân đâu. Ở đâu đây? Ờ ngay đây, mình nhớ là mình sẽ cứu ngay đây nè. Không biết bệnh nhân đó đã khỏi bệnh chưa. À, khỏi bệnh rồi nè. Nữa. Hết bắn rồi dưới hẹn. Bây giờ lên bờ cũng bắn mình nữa là sao? Thích bắn mình lắm hay sao? Bắn hoài. Bây giờ mình sẽ đóng một cái thuyền. Dạ, nhưng mà định đi lấy thuyền thì có bị bốn con giang hồ chơi xương này. Nó chặn đường, nó định úp sọt mình. Ờ, chỗ này chắc mình phải tranh thủ mình thắp đuốc mới được, chứ không thôi buổi tối chỗ này khá là đông quái luôn á. Tiếp tục nữa. Thiệt luôn. Bữa nay mình đúng kiểu bị mấy con xương nó truy sát luôn ấy. Gặp nó miết à. Rồi giờ thì cho dân làng vô cái thuyền trước đó. À, cái này cũng hơi căng đó nha. Chặn mà lóc lại. Rồi lên bờ đi. Đi lên đi. Khỏi bệnh rồi đi lên để người ta còn dẫn đi làm việc chứ. Đấy, mình tính cả rồi. Ok, giờ thì cho cái bác dân làng này hội tụ dưới đồng hương đằng kia. Đâu đằng kia cả. Đó, đằng kia có hai đồng hương đang làm việc chăm chỉ ở đó. Ờ, cái bác này mình có nghề luôn rồi. Mình sẽ cho làm thủ thư. Tại vì sắp tới mình sẽ cần một cái dân làng thủ thư mà cấp độ bậc thầy. Khá là giúp ích cho mình trong nhiều việc á. Rồi, tạm thời thì ở đây đi nha. Mình đi ngủ giấc rồi sáng thức dậy còn chạy qua thủy cung để tiếp tục công việc trong ngày hôm nay nữa. Nhưng mà trong lúc ngủ mình phát hiện ở chỗ này có cái thanh niên giang hồ biển. Mình phải trừ cử hắn trước khi mà hắn mò lên và sàm sỡ cái bác dân làng đang ngồi trên thuyền. Thật là nguy hiểm. Ok, mối hiểm họa đã được mình diệt trừ rồi. Giờ thì trở lại với cái thủy cung của mình thôi. Đầu tiên thì mình sẽ thử trước. Hiện tại thì mình đang có hai loại vật liệu là đá canxit cũng như là thạch anh tím, để coi cái nào sẽ làm cái phần
ở trên này nè. Mình sẽ thử trước ở những cái khói trên này. Ôi ai, 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 trời 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 ơi. Cái gì mà đào dữ dằn vậy? mới đập con cái mà nó lủng tít ở dưới rồi. Đây mình sẽ lắp lại. Mình sẽ thử thay thế cái gạch lăn trụ biển này bằng cái thạch anh tím. Cũng được một bên rồi nè, nghĩa là cái nè. Uầy. Cái khối thạch anh tím này tính ra xây nó cũng bling lấp lánh các thứ đồ đẹp quá nữa. Chà. Được á ta. Mình sẽ thay hết cái phần bên kia bằng cái thạch anh tím này cũng ok đấy. Uầy, mới thay đổi có tí xíu thôi mà nhìn thấy rõ sự khác biệt rồi. Wow. Giờ thì mình sẽ thay đổi một cách nó lớn hơn. Là mình sẽ thay hết cái phần gạch luôn. Tức là những cái gạch lăn trụ biển này nè, mình sẽ thay hết bằng thạch anh tím. Có vẻ cái số thạch anh tím của mình hiện tại thì chắc cũng đủ có một bên thôi. Nhưng mà để xem sau khi nâng cấp thì mình sẽ có được một cái thủy cung trông như thế nào đây. Chắc là sẽ rất là nổi bật giữa cái vùng biển này luôn ấy. Mình nghĩ vậy. À chà, chưa gì là mình thấy nó hơi bị đẹp rồi đấy. Ý, dạ. Ôi, khác biệt hẳn luôn á. Kiểu như nó giống một cái cung điện pha lê hơn. Mà khi mình di chuyển vô trong đấy nhá, cái tiếng thạch anh tím nó còn nghe tinh nhỏ nhỏ, nghe rất là vui tai luôn. Ôi, đẹp quá à. Mình thích cái vật liệu xây dựng này. Tuy nhiên thì cái khối này thì nó chưa hợp lý cho lắm nè. Cái khối này thì chắc mình sẽ thay đổi bằng một bò lốc khác trông nó ok hơn. Nhưng mà trước mắt là mình sẽ thay đổi toàn bộ cái phần bên ngoài của thủy cung bằng thạch anh tím trước cái đã. Chắc phải đi lấy thêm thạch anh tím thôi để làm cho nốt cái phần bên ngoài của thủy cung. Uầy, ở đây có cái hang quá trời to nè. Để mình bay xuống đây mình dò thử coi. Coi có cái chỗ thạch anh tím nào không? À kỹ rồi. Để xem coi cái này nó có bự hay không. Oh. Như có đó sai. Ủa mình tìm thạch anh tím mà. Anh đi này. À định gìn rồi lén lút nổ. Định nổ lén mình đúng không? Mình biết mấy con này hết á. Ý đồ nó ý đồ xấu không à. Thôi cạn nó đi. Mình đã thủ tiêu nó rồi. Giờ thì tập trung chuyên môn. Ồ, đường lên của mình trong gai vậy ta. Bị chặn đường các thứ. À hiểu luôn. Nó chặn đường vì trước mặt mình có kim cương. Mấy con zombie này nó định tại cản bước lập Sutaki rồi. Không có được đâu cưng. Coi coi ở đây còn kim cương không. Ta da. Thủy cung của mình bây giờ đã thành thủy cung màu tím mộng mơ rồi. Thế nhưng mà hiện tại thì cái phần màu tím với cả là cái phần gạch màu xanh cũ của cái thủy cung nó không có đồng bộ với nhau ấy. Ờ kiểu nó bị lệch tông ấy. Thế nên là mình sẽ thay thế cái phần gạch màu xanh này bằng những cái đá canxit. Loại đá này thì nó sẽ có màu trắng và nó sẽ kiểu như có độ tương phản cao so với cái khối thạch anh tím mà mình dùng. Đâu mình sẽ ốp thử vô coi. Đợi. Bắt đầu ra gì rồi đấy. Rồi. Chắc mình sẽ chốt cái loại nguyên vật liệu này luôn đi. Nếu nhưng mà từ từ. Khoan, để mình làm trước một bên trước cái đã. Ví dụ mà không ổn là mình sửa lại còn kịp. Chứ làm hết nguyên cái thủy cung á, rồi sửa lại thì nó khá là phiền á. Rồi, để coi. Có xuất sắc hay không đây. Ôi, nó xuất sắc. Như vậy thì cái tưởng tượng của mình đã đúng rồi. Hai cái này nó kết hợp với nhau giống như là sinh ra dành cho nhau vậy. Quá đã luôn. Nhưng mà cái vấn đề dẫn như hồi nãy mình nói đó, là cái khối này nè. Hiện tại thì nó kiểu nó không làm nổi bật được cái chi tiết ở bên ngoài. Thế nên chắc mình sẽ thay thế cái khối thạch anh tím ở chỗ này một tí nữa nè. Rồi trước mắt là mình sẽ chuyển toàn bộ cái phần đá lăn trụ biển trở thành đá canxit để có thể biến cái thủy cung cũ của mình trở thành một cái thủy cung pha lê tím. Oh. Mấy con giám hộ đôi cái. Ý, liu, có cái con hôm bữa chích mình và bị nướng rồi. Vừa cái bụng mình lắm. Mà làm hồi cũng cẩn thận nha. Mình mà lỡ xui mình lọt xuống dưới là mình cũng mệt với mấy con đó. Không đùa đâu. Ok.
Quá là đẹp luôn. Wow. Bây giờ chỉ cần thêm một chút cái điểm nhấn ở cái phần này là hết sảy luôn á. À quên nữa ta, còn phần dưới nữa kìa. Ủa nãy giờ mình làm ở trên thôi, ở phần trụ các thứ thì mình chưa chỉnh lại cho nó đồng bộ. Nhưng mà làm sao mấy cái đó thì dễ rồi. Ừ, và mình nghĩ á, cái phần ở chỗ này mình sẽ trang trí bằng cái lăng trụ biển sẫm màu. Thì sao ta? Nó có làm nổi bật hơn hay không? Vẫn không nổi bật cho lắm nhờ. Nhưng mà ít ra thì nó đồng bộ với cái phần trên kia. Khá là đáng để cân nhắc đây. Nếu mà thay đổi thì mình phải thay đổi luôn cái phần ở trên này á. A few moments later. Đấy luôn. Vừa chơi tới chỗ nấm đỏ thẫm thì mình cũng phát hiện một cái basin khác nữa. Chà, bữa nay tính ra cũng là một ngày khá là may mắn á. Tới số người nhà gách. Ngày xui của người rồi đó. Bây giờ trước bác mình lấy mấy cái đèn nấm trước rồi đó. Mình cũng cần một cái số lượng đèn lượng tương đối là nhiều á nha. Nên là ở đây có bao nhiêu thì mình sẽ gán vét hết. Lấy xong đèn nấm thì mình có thể an tâm bước vào cái basin để khám phá rồi. Cái basin này hơi bị bự luôn nha. Ui. Cái này là có thể nói là cái bự nhất từ đầu tới giờ mà mình tìm được luôn á. Và nó còn có vàng nữa. Cuối cùng cũng chạm được tới cục vàng trên đây à. Nhưng mà chỉ có duy nhất một cục à. Ây da. Căng vậy mấy anh dài. Sao mà chui vô đây được. Mình đào ra một cái lỗ hơi bị chất lượng luôn. Vừa được lấy vàng nè mà vừa còn diệt được vài tên bích linh nữa. Rồi lút rương. Ủa một cái cúp sửa chữa mới. Không thiệt, lại có thêm cà rốt nữa nè. Kể cả những khối xương nữa. Ê, giật mình. Au dù. Nó đánh lén đâu quá. Và cái basin này có vẻ là cái phiên bản bự ấy. Nên là cái đường đi nó cũng dục vàng để trang trí cơ. Bọn này có vàng mà không biết giữ gì hết. Để bừa bộn vậy đó. Để mình dọn giúp cho. Thích thì bá vô đây mà nút. Ây da. Định đánh lén mình. Ui. Bọn chúng định hội đồng mình. Đâu có dễ đâu mấy cưng. Thành heo nướng hết rồi. Giờ vàng này là của mình. Bỏ túi cái. Bỏ túi thêm cái này nữa. Nhưng mà mình vẫn còn niềm tin là trong đây nó có thêm vàng ấy. Chính xác không? Kìa kìa, ở dưới kìa. Con kia nhìn cái gì? Con heo này. Con hút liên này. Dám nhìn đẻo ai? Giờ nhảy xuống dưới và lượm vàng thôi. Dân chơi nào sợ mưa rơi. Tụi nào đụng vô mình là mình sẽ đánh đẩy lùi ra liền. Hoặc là mình chạy. Ví dụ. Ui. Trước mắt là chạy trước đi. Mình tính đánh tiếp á, nhưng mà có vẻ bọn chúng áp sát ghê quá. An toàn vẫn là trên hết. Rồi mình lại có thêm vàng nữa. Kiểu như mấy cái basin mà bự bự như vậy là một nơi rất là lý tưởng để mình có thể cày được một lượng vàng miễn phí luôn á. Khá là hay á chứ. Nhưng mà nó tiềm ẩn khá là nhiều nguy hiểm. Nên là lúc nào mình cũng phải cẩn thận. Oh, mất hết một khối vàng rồi. Ây da. Ao. Oh, mình bị mắc kẹt ở dưới cái chỗ nhung nham kia chứ. Tí nữa thì đi rồi. May quá cái vật tổ trường sinh nó đã cứu mạng mình. Ui hơi nguy hiểm nha. Nhưng mà vẫn còn vàng á. Chắc mình sẽ lấy nốt cái khối vàng kia rồi mình sẽ quay trở về thôi. Con này thấy ghét. Vì nó mà nãy mình mới lọt xuống dưới nhung nham á. Rồi. Tổng cộng là được 16 khối vàng. Chà, nó còn cho mình một phôi netherite nữa. Thơm luôn. Một phôi này là tiết kiệm được rất là nhiều công sức. Để mình có thể đi đào netherite á. Để mình lục soát coi nó còn cái rương nào nó cất ở phía trên này không. Thấy vậy thôi chứ trên này cũng dễ cất rương lắm. Thêm một bụng netherite. À hết rồi. Phải bên đây mà có thêm một phôi hoặc một bụng nữa thì hay quá. Như vậy thì mình đã khám phá xong cái basin này rồi. Mặc dù là trong đấy vẫn còn mấy cái chỗ kiểu như nó giấu vàng nữa.
Nhưng mà mình đã mất cái vật tổ trường sinh rồi, nên mình cũng hơi rén. Thôi thì giờ về nhà trước đi, cho an toàn, để lấy thêm vật tổ trường sinh. Có dịp thì mình sẽ quay trở lại đó để đào tung ra luôn, để chúng ta tìm cái khối vàng bị giấu. Đây, cất công xuống địa ngục là chủ yếu là để lấy mấy cái đèn nấm và cho vô vị trí này. Mình thử xem, tại vì hiện tại cái thi cung mình nó chưa có khối nào phát sáng, thế nên là mình muốn dùng cái khối này để phát sáng thử. Nhưng mà có vẻ cái màu của nó thì nó lại không có đồng bộ với cái thủy cung pha lê tím của mình cho lắm. Mình thấy vậy. Mặc dù là nó có giúp mình phát sáng đấy. Ồ, nó kiểu nó bị lệch tông quá à. Sao vậy ta? Chỉnh vậy. À, mình có cách này. Chỉnh tới chỉnh lui thì mình chốt là mình sẽ dùng cái này. Kiểu mình sẽ vừa dùng xiềng xích và vừa dùng đèn bằng cát linh hồn. Khá ổn. Vừa có ánh sáng mà vẫn khá là đồng bộ với cái phần màu ấy. Còn riêng phần trên này á, mình muốn tạo điểm nhấn, thế nên là mình sẽ lấy ngọc lục bảo mình nén lại thành khói, rồi sau đó mình sẽ cho vào cái khu vực mặt tiền của các thủy cung. Sau khi gắn thêm những cái khối ngọc lục bảo thì mình còn gắn thêm cả những cái cụm thạch anh tím để giúp cho cái thủy cung của mình nó chân thực hơn. Và hiện tại thì gần như là mình đã xong cái phần ngoại thất của cái thủy cung rồi. Bây giờ thì còn một cái phần nữa, đó chính là cái chỗ xung quanh thủy cung nè. Cái phần đất xung quanh này khá là trống luôn, nên mình sẽ chuẩn bị đồ đạc thêm để chúng ta bắt đầu vào việc trang trí bên ngoài thủy cung thôi. Mình sẽ bắt đầu từ việc trồng cây trước đi. Ở đây thì mình sẽ lấy những cái mầm cây rừng, tại vì cây rừng vừa to nè, mà cũng khá là đẹp nữa. Ngoài cây ra thì mình còn thấy tre cũng là một cách trang trí rất là hiệu quả. Nhưng mà cái đất này cũng rất là phù hợp để trồng tre nè. Thế nên là lấy thì mình sẽ lấy cả đôi luôn, vừa lấy tre và vừa lấy thêm mấy cái đất bơ do luôn. Ê, ẩu rồi đó Ripper. Mình biết ý định của nó là gì luôn á, nhưng mà mơ đi bé. Giờ thì trồng thêm cây thôi. Mình sẽ ướm đâu thử cỡ 4 góc, mình sẽ trồng 4 cái cây trước đi, để cho nó cân đối trước rồi đó. Chờ né cái tường kính ra nha. Đâu tầm này đi. Rồi mình sẽ bắt đầu đổi ra một ít bột xương. Rồi, dùng lên thôi. Mấy cái cây tầm vậy là đẹp nè. Cao quá thì cũng không đẹp ấy. Tầm này hoặc cao hơn một xíu là rất là ok luôn. Tương tự thì đầu này cũng sẽ có thêm một cái cây. Giống như vậy. Quá đẹp, quá đẹp. A few moments later. Con tí cây cái nhìn nó khác dữ người ta. Nhìn nó đẹp, đẹp hơn hẳn luôn á. Cái này là mới thêm cây vô đó, chưa có thêm tre á nha. Thôi được rồi, giờ thì tới tiết mục là trồng tre. Mình sẽ tạm thời đào cái lớp cỏ ở phần viền này ra, tại vì mình muốn trồng tre ở cái lớp sau cơ. Ở bên trong thì mình sẽ trồng thứ khác hoặc là trang trí thứ khác thì nó sẽ hợp lý hơn. Ta-da. Sau khi trồng thêm tre thì có vẻ là cái bức tường thành ở bên ngoài chỗ thủy cung đã đẹp hơn rất là nhiều rồi. Bây giờ thì tới khu vực bên trong này một xíu. Ở đây thì chắc mình sẽ thêm một ít cát ở khu vực này, ở phần viền á. Nguy hiểm vậy. Đang ngồi review cái thủy cung của mình thì bị mấy con phantom này nó cắn vô mông mình à. Trở lại với công việc nè. Mình sẽ thêm một ít cát ở phần viền này. Rồi cũng như là tìm san hô và cho xuống đây. Đó cũng là một ý kiến khá là hay đấy. Nhưng mà khu vực này cái nước nó sâu quá thì chắc mình sẽ lắp ngang một lớp ở đây. Tầm độ tầm này nè. Để đủ để mình trang trí san hô thôi, chứ sâu quá như vậy thì nhìn cũng không đẹp nữa. Mà san hô thì chắc mình phải đi tìm rồi, chứ cái chỗ mình gần đây á không hề có san hô luôn nha. Thế mới căng á chứ. Ê ơi, đi mãi thì cuối cùng mình cũng gặp được một cái vùng biển ấm có san hô rồi. Và có rất là nhiều loại san hô ở đây luôn nha. Tha hồ cho mình lấy về thôi. Và cũng thật là may mắn vì mình đã sở hữu được một cây cúp mềm mại từ rất là sớm á. Nên là bây giờ cái việc lấy san hô đối với mình khá là đơn giản thôi.
Và mình cũng sẽ lấy thêm mấy cái san hô hình dạng khác nhau như vậy nè, để trang trí cũng đẹp lắm. Có dịp ở cái vùng biển này lâu hơn á thì mình sẽ đi khám phá ha. Cái vùng biển này còn nhiều thứ để mình khám phá lắm. Nhưng mà nay mình bận kiểu trang trí thi cung rồi nên chắc phải dời vào dịp khác thôi. Bữa nay chắc có dịp thì mình sẽ đưa Ancelot qua một cái nơi ở mới luôn. Và nơi ở đó thì chắc nhiều bạn cũng đoán ra là ở đâu rồi đúng không? Đấy chính là ở thi cung của mình. Bây giờ không gian thì nó đã rộng hơn rồi, nên là Ancelot yên tâm, có một nơi ở hơi bị rộng rãi luôn. Ngoài ra thì gấu panda mình cũng sẽ bắt đầu dẫn vào cái thủy cung ở. Tại vì mình đã cố ý xây ở đó có tre là vậy á. Mình muốn cho panda một nơi ở cũng có thể rộng rãi hơn là cái khu vực mình sống. Ok. Tới nơi ở mới thôi. Chỗ này giống như là một cái máng trượt vậy đó. Khá là tuyệt vời khi để mình có thể trượt luôn. Rồi và gấu panda đã tới nơi ở mới thành công rồi. Cho gấu xuống cái. Kìa khoái chứ kìa. Ây da. Ui, lỡ đánh nhầm. Xin lỗi. Nè, cho gấu ăn thêm nè. Rồi, gấu ngồi đây chơi đi nha. Bên kia có cánh rừng tre đó, thoải mái mà chơi. Còn về Ancelot thì mình sẽ thả vô chỗ này. Mình đã đặt rất là nhiều san hô mà mình lấy ở cái vùng biển ấm xuống nè. À, và không quên gắn vào những cái dưa muối biển nữa. Để cho buổi tối có gì nó còn phát sáng đâu. Thêm Ancelot ở đây. Và đầu này cũng phải có thêm nè. Ok. Rồi. Và như vậy thì công đoạn trang trí ở bên ngoài và ở trung tâm của cái thủy cung của mình đã sơ bộ hoàn thành rồi. Và có thể trong thời gian sắp tới thì ngay khu vực này nè, xung quanh cái chỗ thủy cung sẽ có thêm một cái ngôi làng do chính mình xây lên để đưa những cái bác dân làng sống ở cái biome rừng rậm qua đây ở. Đó cũng là một trong những dự định trong thời gian sắp tới của mình. Còn bây giờ thì chắc mình phải trở về nhà thôi. Chúng ta đã làm việc ở cái thủy cung trong ngày hôm nay quá là lâu rồi. Và thành quả là có luôn một cái thủy cung bằng thạch anh tím cực kỳ xịn sò. Hơi bị ưng luôn. À, mình đã trở về nhà để có thể tiếp tục công việc ở nhà còn dang dở nè. Cái bác dân làng này thì bây giờ mình sẽ đưa vô trong kia. Và set up một cái chỗ Iran hai cái bác đang đứng làm việc à. Ở một chút là gần đi. Đi sàm sỡ dân làng của tôi là sao? Không ổn, hơi bất ổn. Hiện tại còn có mấy con phantom nữa. Ây da, tác hại của việc thức khuya đó. Mình sẽ cho nó ăn cái đinh ba thằng thánh của mình. Nope. Khẩn trương. Đặt vô đây cái giường. Rồi ý thức đi bác ơi. Ý thức xíu đi. Ôi, ẩu rồi đó, thấy hơi ẩu rồi đó, cái giường kế bên kìa. No. Đi ngủ lẹ đây, tóc đỏ đây. Không thôi là nghe, đánh đòn á. Đấy, ý thức tốt này, được. Cộng 1 ý thức nha. Rồi, giờ thì trả tôi cái giường đi chứ. Trả tôi cái giường. Không thôi, cho bác cái giường đó luôn á. Để tranh thủ đi ngủ nè, đó. Chỉ cần ngủ muộn một xíu thôi là Phantom nó sẽ gình mò xuống và nó mổ vô mông mình. Rất là khó chịu luôn. Nghiệp quật liền. Cái tội ha. Gình đánh người ta là buổi sáng sẽ bị mặt trời đốt vậy đó. Rồi nó banh xác rồi. Giờ thì mình sẽ đặt vô đây một cái bục để sách. Và bây giờ cái bác dân làng này đã trở thành thủ thư rồi. Mặc dù mục đích chính của mình không phải là tìm sách cường hóa, nhưng mà ít ra thì cũng phải bán cho mình cuốn sách gì đó dùng được đi chứ. Giờ trao đổi luôn đi. Mệt quá. Quá là mệt mỏi với bác dân làng này luôn rồi. Vậy cả buổi trời mà không có được cuốn sách nào ưng hết á. Rồi. Giờ là tới đánh bật lùi hả? Cũng không. Ồ. Mình có thể bán sách để lấy ngọc lục bảo. Vậy là cái đống sách mà mình để dành đó giờ đã có thể dùng rồi. Đợt mình đi khám phá cái thư viện. À đây nè. Ủa. Tính ra có 2 stack cả ta. Cũng không nhiều lắm. Mà thôi kệ, cũng đổi được khá là nhiều với cái bác dân làng đó đấy. À, xương xương là chúng ta sẽ có thêm được 6 ngọc lục bảo. Rồi, và bây giờ thì dân làng sẽ lên trình độ tiếp theo là thành thạo rồi. Và đổi túi mực. Ui, chắc sắp tới mình phải làm cái dựa mực để mình đổi ngọc lục bảo cũng ok nè. Ok, nhưng mà hiện tại thì cứ đổi tiếp bằng sách đi.
cũng như là đổi bằng giấy. Rồi chuẩn bị lên cái trình độ tiếp theo, trình độ Ngọc Lục Bảo, và bán cho mình đồng hồ Rolex. Lên cũng khá là nhiều kinh nghiệm nè. Ok, mình sẽ đổi đồng hồ đi để lấy kinh nghiệm cho cái dân làng này. Wow, quá trời đồng hồ Rolex luôn. Và cuối cùng là trình độ bậc hai, sẽ bán cho mình tên tên những cái thẻ tên. Như vậy thì sắp tới mình sẽ không cần phải đi cày cuốc trong những cái khu mỏ bỏ hoang để tìm thẻ tên nữa rồi. Mình chỉ cần lợi cái bé dân làng này và lấy Ngọc Lục Bảo để mua thôi. Quá là easy luôn. Ok, ngồi đây cả bữa trời gốc cuộc cũng mua được thứ mình cần rồi. Tranh thủ trời còn sớm nè, mình sẽ đi mai thêm một tí đi. Để coi coi hôm nay mình có may mắn mà kiếm được kim cương hay không. Bữa giờ toàn là làm việc ở dưới thủy cung không à. Mình nên đào theo cách cổ hay sao ta? Thôi. Mình ám ảnh cái cách đào đó lắm rồi. Cắm mặt cắm cổ vô một cái hang nhỏ xíu rồi đào về phía trước á, hơi quải. Nên là mình sẽ kiểu như là tìm theo kiểu mà mình hay tìm đi. Đó chính là đi vào những cái hang, rồi sau đó chúng ta sẽ thử vận may và tìm trong những cái hang đó. Đây. Một cái hang để mình có thể khám phá đây. Quá đã. Ủa, kim cương đúng không? À không, con zombie màu xanh chứ không phải là kim cương đâu. Ê, một cái hồ nước. Biết ngay mà. Ở phiên bản mới này á, khi mà đi khám phá chúng ta gặp những cái hồ nước dưới hang giống như vậy thì nên ghé vô nha. Tại vì mình thấy nó rất là dễ gặp kim cương. Nhưng mà chỉ có một quặng thôi. Ở đây có mực bling nè. Mình sẽ farm mực bling để lấy mấy cái túi mực phát sáng này. Về trang trí cũng đẹp lắm. Ủa, ở đây. Ê, giấu ở đây hả kim cương? Này thì núp nè. Mấy quặng? Wow, 6 quặng. Quá tốt luôn. Đó, vậy là một cái hồ nước như vậy là mình được 6 quặng kim cương. Hơi bị ok chứ. Đi tìm vài cái hồ nước này nữa là đẹp. Một cái hồ nhung nham. Hey, that's pretty good. Ừ, lâu lắm rồi mình chưa tìm nhung nham theo cách là lần mò theo mấy cái hồ nhung nham. Ôi. Định nói là lâu rồi chưa tìm kim cương theo kiểu mò theo mấy cái hồ nhung nham. Thì ngay đây nó cho mình liền. What? Mình gặp được cái chỗ kim cương. Ê, nhầm. Mình gặp được cái chỗ kim cương hơi bị bự rồi. Mấy quặng? Trời ơi, đây là quặng kim cương khổng lồ mà lần trước mình có nhắc tới nè. Hơi bị đã luôn. Để mình lấy lại cái chỗ kim cương này của mình cái đã. Để mình đếm thử nha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 quặng kim cương. Wow. 11 quặng kim cương chung một chỗ. Ở đây là tầng thứ âm 54 mà ta. Wow, vậy 11 có khi nào mình đổi tầng đạo. Ôi, 12 quặng nha, chứ không phải 11 nha. Tổng cộng là 12 quặng kim cương chung một chỗ. Ơi, vậy 11 có khi nào mình đổi tầng đạo không ta? Mình đạo ở tầng âm 54 đi. Đạo ở tầng này lâu lâu mình gặp tầm vài quặng như vậy thôi là giàu to luôn. Phải men theo cái hồ nhung nham này tiếp thôi. Cái hồ nhung nham này rất là có tiềm năng nha. Rồi luôn, hiểu luôn. Hôm nay đúng đỏ luôn. Đỏ như cục redstone vậy. Đạo redstone mà cũng được tặng thêm một quặng kim cương nữa. Nhưng mà chỉ có đúng một quặng à. Lại thêm một cái hang động thạch anh tím. Mình nghĩ là mình sẽ lấy những cái cụm thạch anh á. Hồi nãy mình trang trí mấy cái cụm thạch anh ở trước thủy cung ấy, là toàn bộ số cụm thạch anh tím mà mình có trong nhà kho thôi. Mà cũng không được nhiều lắm, nên là bây giờ mình phải tranh thủ mình lấy thêm. Hy vọng là mình sẽ sớm lấp đầy cái thủy cung mình bằng những cái cụm thạch anh tím này. Nhưng mà không biết có cách nào để mình lấy cái khối này về không ta? Tại vì có cái khối này á, là mình có thể đặt những cái cụm, những cái nụ thạch anh tím này cho nó phát triển thành những cái cụm thạch anh tím luôn. Nhưng mà mình hiện tại mình không biết cách nào để lấy cái khối này nè, hay là bắt buộc
phải giữ ở đây rồi mình trồng ta. Ồ, tò mò thì có. Thôi tạm thời gác qua đi, trở lại với cái chuyến đi mai của mình trước cái đã. Có kim cương nữa không? À hết rồi. Ơ, không hẳn là hết đâu, ở đây còn. Tí nữa thì bỏ 4 quặng kim cương rồi. Lại là redstone nữa. Có kim cương nữa không? Hi. Có thiệt. Oh my god. Wow. Có tên. Ôi. Ôi. Lần này lại là quặng bự nè. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 quặng. Really nigga. Ồ mà lần này nó tận âm 40 rồi. Nhưng mà là 14 quặng kim cương chung một chỗ. Trời ơi. Lần đầu mà mình đào được cái quặng khổng lồ như vậy luôn. Có bạn nào đào được quặng kim cương mà nhiều hơn 14 chưa? Bạn nào mà đào rồi á thì nhớ cho mình biết ở phần comment nha. Chứ mình thấy 14 quặng chung một chỗ là cũng dữ dằn lắm rồi đó. Nữa nè, redstone nữa nè. Bây giờ cứ redstone là mình sẽ dò dò xung quanh tí đi. Tại kiểu bữa nay mình hên khi mà gặp redstone đấy. Chính xác luôn. Kiểu như redstone nó mang lại may mắn cho mình hay sao á. Rồi, chỗ này thì... À, chỉ có một quặng thôi. Và cái chuyến đi đào kim cương này có thể nói là khá là tuyệt vời đối với mình. Khi mà không có mất quá nhiều thời gian. Nhưng mà kết quả mình đạt được đấy chính là 43 quặng kim cương. Và không chần chờ gì nữa, bây giờ thì mình sẽ đặt toàn bộ số quặng kim cương mà mình có được ra đây. Và chúng ta sẽ dùng cái cúp nhân phẩm gia tài 3 của mình để có thể đập nó ra. Liệu rằng với gia tài 3 thì mình sẽ có được bao nhiêu viên? Hơi bị tò mò nha. Ủa lộn cúp chưa? Có lộn cúp không vậy? À lộn cúp thiệt. Cúp gia tài nè. Rồi rồi, tới công chuyện thôi. Gia tài 3, hãy phát huy sức mạnh đi. Mình nhân 2 lên đi. Là tầm chắc cũng cỡ 90 viên á. Được 90 viên không? Nhiều hơn thì càng tốt. Để xem nha. Ủa nhưng mà sao mình thấy gia tài mà ra lần có 1 viên không vậy? Rồi mình nghi không được 90 viên rồi. Vừa đủ 90 viên. Vừa đủ 90 viên luôn à. Trời ơi. Mình đoán như đoán luôn. Rồi ở đây có cái bác thương nhân bán. Bán đồ cũng không ok la lắm. Thế nên là... À không, người khác người ta sẽ làm vậy chứ mình là mình đâu có làm vậy đâu. Mà mình sẽ làm theo cách này. Cái này là cát đè nha, mình không có làm gì nha. Mình không có tác động gì lên luôn á, không có đụng vô luôn á. Tự nhiên đâu cát đè không biết nữa. Ê, thế là thủy cung của mình lại có thêm hai nhóc lạc đà mới thôi. Đã dữ người ta. Quá là tuyệt vời luôn. Rồi, và như vậy trong ngày hôm nay thì mình đã hoàn thành xong cái công đoạn trùng tu lại cái thủy cung theo ý thích của mình. Và đây là thủy cung phiên bản thạch anh tím mộng mơ nha. Và cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng mình trong ngày sinh tồn ngày hôm nay. Hẹn gặp lại các bạn vào những ngày sinh tồn kế tiếp trong cái hành trình 1.19 của mình. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.